trailer bộ phim Muppet. Hãy cùng chào đón chàng tí tình Trân Nghĩa. Và tiếp theo sẽ là một cô bạn người mẫu rất là khó chịu ngay và được các bạn trẻ vô cùng yêu thích với phong cách năng động đầy cá tính, Hồ Thu Anh. Xin chào mừng Hồ Thu Anh. Có thể trẻ hơn thật nhiều khi mình mặc nhiều trang phục của Cotton On. Và bây giờ thì các bạn hãy chia sẻ cũng như gửi lời chào đến tất cả quý vị khách quý đang có mặt tại đây. Các bạn cảm thấy như thế nào về tinh thần của các bạn trẻ Việt Nam? Lời đầu tiên thì cho Trần Nghĩa xin gửi lời chào tất cả mọi người có mặt trong buổi gặp mặt của tôi ngày hôm nay. Trần Nghĩa thì rất ấn tượng với thông điệp mà Cô Ngon mang lại, không chỉ là về kinh doanh thời trang mà Cô Ngon còn mang cho Trần Nghĩa những cái trải nghiệm rất là thú vị. Và Trần Nghĩa cảm thấy mình rất là may mắn và hạnh phúc khi mà được là một trong những người đồng hành của Cô Ngon đến với Việt Nam trong lần này. Cảm ơn. Lời đầu tiên mình xin phép mọi người xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị nhà báo cũng như là tất cả các bạn fan của tất cả mọi người, cũng như là say hello anh. Hello everyone. Em rất là vui khi lần này được đồng hành với Cotton On, và thực sự thì Cotton On khá là phù hợp với cả phong cách bình thường của em, năng động, trẻ trung và dễ mặc, thực sự là như thế. Thế nên đâm ra là em khi mà anh Nghĩa anh mở lời một cái là em đồng ý là sẽ đồng hành cùng với Cotton On luôn. Và hôm nay thì rất là vui mừng vì đã được đứng ở đây và cửa hàng Cotton On đầu tiên tại Việt Nam đã mở rồi. Lần này thì Yến xin chúc là Cotton On sẽ gọi là vượt quá được doanh thu trong ngày đầu tiên mà tên ba bạn này sẽ xuất hiện bộ ảnh đó ngay, bộ sưu tập đầu tiên của Cotton On tại Việt Nam. Và phải nhắc tới Hồ Thu Anh thì bạn là một bạn trẻ rất là hot hiện nay, influencer, và bạn cũng đã mang cái hình ảnh của mình đến với bộ sưu tập. Và bạn cảm thấy như thế nào về thông điệp của Hello Sài Gòn của Cotton On lần này? Lời đầu tiên em xin gửi lời chào tất cả mọi người và mọi người trong buổi khai trương ra mắt Cotton On đầu tiên ở Việt Nam. Và về cái bộ ảnh Hello Sài Gòn ấy, thì đối với em rất là cá nhân thôi, thì em cũng mới chuyển từ Hà Nội vào đây không được một thời gian rất là ngắn, nên là cái bộ ảnh Hello Sài Gòn này chính là cái cơ hội để em nhìn Sài Gòn một cách khác hơn, không chỉ là rất là năng động mà còn rất là đơn sơ và bình dị. Thực ra hôm đấy em cảm giác như là mình đang đi chơi, mình đang đi ngắm nhìn Sài Gòn chứ không giống như là mình đang đi làm. Xin cảm ơn Hồ Thu Anh và xin tất cả quý vị hãy dành một cái tay thật lớn cho các bạn trẻ của chúng ta, những người mang cái thông điệp và nguồn năng lượng tràn đầy sức sống của Cotton On với tất cả các bạn trẻ Việt Nam. We'll be right back.
Thank you.